Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của Thế Giới Thiên Văn. Và để tiếp tục những video về kính thiên văn của Hải Mét, hôm nay chúng ta sẽ cùng mở viên hộp kính thiên văn khúc xạ Mét Polaris D80F900 chân EQ xem bên trong chúng có gì nào. Kính được hãng Mét đựng trong hai thùng bìa giấy cái tông, và tất nhiên hãng cũng cung cấp cho chúng ta những quyển sách hướng dẫn sử dụng và các thông số của kính. Nhưng mà để nó sang một bên nhé, giờ chúng ta sẽ cùng mở viên hộp đầu tiên. Để được xem là bộ phận quan trọng nhất của kính là thân ống kính. Và nó được bọc trong hai lớp bóng khí khá là chắc chắn, và điều này giúp bảo quản kính một cách tốt nhất trong quá trình vận chuyển. Thân ống kính thì được phủ một lớp sơn bóng màu xanh dương khá đẹp mắt nha quý vị, có tên của hãng Mét. Phần còn lại là ống chống lóa và ống chỉnh lý thì có màu đen. Chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp thứ hai, đây là hộp chứa một bộ phận quan trọng của không kém của chiếc kính chúng ta hôm nay. Đó chính là bộ chân kính. Thì đầu tiên bộ kẹm đi kèm chính là một khay đựng vi kính gắn bằng chân. Sau đó là phần chi bớt bằng nhôm độ dày đẹp mắt, gồm hai đốt có thể thay đổi chiều dài từ 1 đến 1.3 m. Phụ kiện thứ hai đi kèm trong bộ chân kính này chính là một bộ EQ được phủ lớp sơn màu đen. Những bộ EQ như thế này thì có vẻ khó sử dụng, nhưng thực ra được sử dụng là rất đơn giản. Nó có nhiệm vụ là giúp cho thân kính được thăng bằng và điều khiển kính về mục tiêu êm và mượt mà. We'll be right back.
chúng ta vẫn còn thấy thiếu, đúng không nào? Đó chính là một bộ linh kiện đi kèm cho máy tính, bao gồm bộ ba thị trấn MA chuẩn 1,25 inch, có tiêu cự gồm ba thông số chính là 26 mm với độ phóng đại 35 lần và thì kính 90 mm độ phóng đại 100 lần và cuối cùng là thì kính 6,3 mm độ phóng đại 143 lần. Ngoài ra chúng ta có một lăng kính đeo ảnh chuyên kính đổi góc 90 độ cho ảnh thường chiều như ống nhòm, một ống phóng đại 3x giúp tăng gấp đôi độ phóng đại, một kính ngắm Fader kiểu red dot. Ngoài ra còn có hai phím chỉnh chỉnh và thách lắp đối chọn cho bộ EQ nữa nhé. Cuối cùng, một bộ phận không thể thiếu cho một cái chân nghe quay hoàn chỉnh, chúng ta cần có một quả à không, đó chính là một quả đối trọng để cân bằng với thân kính có khối lượng 1,8 kg cũng nặng tay hết. Vậy là chúng ta vừa mở hộp xong một chiếc máy xinh tươi ổn định trong vùng của bức xạ 80. Vậy còn lắp ráp thì mời các bạn xem những video đã đăng trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.